Trong khi dịch bệnh căng thẳng thì đã có rất nhiều câu chuyện khiến chúng ta không khỏi cầm lòng như câu chuyện của một cặp vợ chồng dưới đây. Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin chồng nguy kịch có thể tử vong do Covid-19, người vợ sau cơn sốc đã đành đánh liều nhắn tin đến fanpage của bệnh viện trợ rẫy xin các bác sĩ cứu chồng. Và rất may mắn người phụ nữ đó đã được nhận phản hồi từ phía bệnh viện. Người phụ nữ đó tên là Nguyễn Thị Quế, 27 tuổi và chồng chị là anh Trần Văn An 28 tuổi. Gia đình sáu người từ quê Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh thuê trọ làm công nhân. Không ai tất cả đều dương tính với COVID-19. Anh An bệnh nặng nhất, sốt cao, đau họng, khó thở, kiệt sức, được đưa đến một bệnh viện tại thành phố Thủ Đức điều trị ngày 24 tháng 7. Ngày 29 tháng 7, chị Quế mất liên lạc với chồng. Sau gần 10 ngày, chị nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện và thông báo anh An phải đặt nội khí quản. Tình trạng rất nguy kịch, có nguy cơ tử vong trong nay mai. Biết bệnh viện trợ rẫy tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Quế đã nhắn tin khắp các bài đăng trên trang cá nhân, nhắn tin riêng trên fanpage của bệnh viện, phòng công tác xã hội, mong các bác sĩ sẽ đọc được. Và chiều ngày 7 tháng 8, chị nhận được phản hồi từ bệnh viện sẽ cố gắng hết sức. Cùng lúc đó tại bệnh viện Trợ Rẫy, bác sĩ Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Trợ Rẫy kiêm phó giám đốc bệnh viện hồi sức COVID-19 đã nhanh chóng tìm hiểu về tình trạng của anh An và quyết định chuyển đến bệnh viện hồi sức COVID-19. Tại đây thì anh Trần Văn An nhập khoa 2A trong tình trạng rất nguy kịch, mê man, đang dùng thuốc an thần, thở máy hỗ trợ gần như mức cao nhất. Sau 3 ngày được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân đã dần cải thiện về sức khỏe, được rút nội khí quản, thở oxy dòng cao.